Hôm nay chị Chim xin lại giới thiệu cho các em một bức tranh cát rất là dễ thương đây. Và bức tranh cát ngày hôm nay của chúng ta có hình một cô nàng thỏ rất là duyên dáng, đang cầm một bông hoa trên tay nè. Đó, có cái nờ ở đây, cầm bông hoa trên tay và một cái giỏ nữa nè, rất là xinh nha các em. Rồi bây giờ ở đây chị Chim xin có rất là nhiều cát nè, màu đen, màu đỏ, màu nâu, màu tím, màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu cam, đó rất là nhiều cát nè các em. Và với số lượng cát như vậy chúng ta tha hồ mà tô tranh đúng không nào? Bây giờ chị Chim xin sẽ bắt đầu việc tô bức tranh cung thỏ này ha. Trước tiên là sẽ tô cái nơ. Chị sẽ tô cái nơ này màu đỏ nha. Tại vì bức tranh này người ta cắt nó hơi bị lệch so với cái đường vẽ các em. Thank you.
tại vì bức tranh này người ta cắt nó lệch, nó hơi lệch so với cái hình vẽ ở trên nó các em, cho nên là lúc chơi nó hơi khó chút xíu nè. Giờ cô Thỏ sẽ mặc một cái đầm. Thỏ sẽ mặc đầm màu tím nha. Rồi, đây là cái tay của Thỏ nè. Chị chim xinh sẽ kẻ một khoảng giữa ở đây ha. Sẽ đeo vàng màu vàng nhé. Rồi, chị chim xinh đã hoàn thành xong bức tranh tô Thỏ và bây giờ chúng ta sẽ tô cái nền ha. Lột hết ra. Chúng ta sẽ tô nền cho bức tranh này là màu xanh giả nhé. Chị chim xinh còn quên mất cái đuôi nè. Các em ơi, vậy là chị chim xinh vừa mới hoàn thành xong bức tranh hình Thỏ dễ thương rồi đó. Đang cầm bông hoa và cầm một cái giỏ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cất tranh vào bao để cất đi, hoặc là có thể dán lên tường, hoặc là dán lên góc học tập của chúng ta nha. Rất là đẹp nè. Các em nhớ đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh nhé. Mỗi ngày chị sẽ lại giới thiệu một món đồ chơi mới cho các em đó. Còn bây giờ chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.